họ tên đầy đủ của em là Phạm Thế Sơn và mọi người hay gọi em là Leo. Hiện tại thì em đang theo học đạo diễn sân khấu. Sân khấu như em thì cần phải có những cái âm thanh, ví dụ như là một cái tiếng vỡ hoặc là một cái tiếng mèo kêu, ví dụ như vậy. Việc học producer này cũng có thể hỗ trợ cho em vào việc add sound vào trong lúc mà tập bài. Nó thiên về cảm xúc, mà khi nó thiên về cảm xúc mà mình nhìn qua một cái màn hình thì nó rất là khô khan, và có những cái mà mình theo không kịp thì mình không biết hỏi ai cả, tại vì nó là một cái màn hình chết. Khi mà em đến được với Beat Baron thì gặp mọi người ở đây, mọi người chia sẻ rồi mọi người nói cho em những cái mà em còn thiếu sót, thì em cảm thấy wow, đây đúng là một cái bầu trời về âm thanh của em. Em thì lại không bị thiếu ý tưởng về melody, nhưng mà có một cái khá là bất lợi cho em là vì em có rất là nhiều ý tưởng, cho nên là khi mà em add vào bị dày quá, thành ra nghe nó bị chọi nhau. Cái mà em nghĩ là em cần phải thay đổi, em cần phải tiết chế lại trong tương lai. Đến với Beat Baron đã là một thành công của em, vì nơi đây nó là một không gian âm thanh mà em tìm kiếm từ trước đến giờ. Anh Huy là người dạy em rất là thích tính của anh Huy vì anh rất là gần gũi. Mà không phải mình anh Huy đâu, em nghĩ là tất cả mọi người đây đều gần gũi.